Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối cùng của năm Quý Mùi sắp qua, chúng ta đang đứng trước thềm năm mới Giáp Thân. Từ đầu năm 2003, cùng với cả nước, các văn nghệ sĩ Kon Tum vui mừng phấn khởi đón nhận chỉ thị 18 CTTVK của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về công tác văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Đón nhận chỉ thị, Hội Văn học nghệ thuật Kon Tum đã có một bước đổi mới trên tất cả các lĩnh vực về tổ chức, nghiên cứu sáng tác, hoạt động xuất bản cũng như phổ biến tác phẩm đến công chúng. Đón chào xuân mới Giáp Thân, xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn chương trình thơ nhạc của Hội Văn học nghệ thuật Kon Tum với chủ đề Cao nguyên mùa xuân gọi. Kính thưa quý vị đại biểu và khán giả thân mến, năm Quý Mùi đã trôi qua và hương xuân Giáp Thân đã cận kề bên cửa sổ của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi thôn làng thân yêu. Chúng ta vui mừng phấn khởi vào xuân trong niềm tự hào của dân tộc, của vùng cực Bắc Tây Nguyên, của những chiến công oanh liệt năm xưa và của những thành quả lao động xây dựng đất nước, xây dựng cuộc sống mới hôm nay. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, như dự báo của nhà thơ lớn Tố Hữu. Ôi, tiếng hát vui thay con chim chiền chiền, trên đồng lúa chim trao mình bay lượn. Xuân ơi xuân, xuân tới mê mông, biển sóng dâng ngập phố ngập đồng, thơ đã hát mát trong lời chúc đường lên hạnh phúc, rộng thênh thênh. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chúng ta phản ánh sinh động tất cả những điều thiêng liêng ấy và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu. Nhân dịp đón xuân mới năm 2004, Hội Văn học nghệ thuật cùng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp thực hiện đêm thơ nhạc Cao nguyên mùa xuân gọi. Mặc dù đã cố gắng, song chắc vẫn còn những khiếm khuyết nhất định, mong quý vị cùng khán giả lượng thứ. Nhân dịp này, cho phép tôi được thay mặt anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà chân thành cảm ơn sự động viên, khích lệ, sự quan tâm, ưu ái của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và đông đảo khán giả. Chúc cho tất cả chúng ta vào xuân an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thành đạt.